Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ đến mọi người dự án để nhận 10 đô cái token BRQ. Thì để tham gia vào dự án này mọi người hãy bấm vào đường link mình để dưới phần bình luận nhé. Thì sau đó thì mọi người sẽ điền các thông tin ở trên cái biểu mẫu này và để tham gia vào. Rồi đầu tiên là mọi người sẽ điền cái địa chỉ email này. Ok, sau đó bấm nút vào để tham gia. Rồi sau đó thì mọi người sẽ thực hiện các nhiệm vụ này, đăng ký kênh YouTube của nó này. Ok, đã đăng ký này. Rồi quay trở lại, xem, thích và bình luận cái video này nhé. Rồi ok. We always say that DeFi is a risky place. So now tell us, land tokens, Parsec tokens and earn yields risk free. Hi guys, rồi để mình sẽ viết nghĩ ra một cái đoạn bình luận này. Rồi, ok, mọi người sẽ gửi cái bình luận này đi. Rồi và sau đó sẽ quay trở lại. Tiếp theo là đăng ký cái bản tin của nó. Mọi người bấm vào đăng ký ngay này. Và nhập cái địa chỉ email vào đây. Rồi ok, bấm submit. Rồi tiếp theo sẽ quay trở lại. Tweet lại và test thẻ ba người bạn này. Ok, mọi người sẽ like và test thẻ ba người bạn nhé. Ok, tweet lại. Rồi sau đó sẽ quay trở lại này. Join vào cái kênh Telegram này. Ok, join. Rồi sau đó quay trở lại. Và cuối cùng thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví BSC cho mình nhé. Ok, bấm vào cung cấp câu trả lời. Rồi ok, như vậy mình đang hướng dẫn xong. À chưa. Thì để lấy cái đường link chia sẻ thì mọi người bấm vào cái mục trên cùng này nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ sao chép cái đường link chia sẻ này để đi chia sẻ nhé. Rồi. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.